chúng ta sang bài số 18, hydrogen halide và một số phản ứng của halide ion. Thì ở đây chúng ta thấy hình ảnh hoa văn khắc trên thủy tinh, nó là do cái HF. HF là một cái axit được sử dụng để khắc trữ lên thủy tinh. Vậy chúng ta tìm hiểu những cái hợp chất tương tự ha. Nhất chúng ta đi tìm hiểu tính chất vật lý của hydrogen halide. Thì chúng ta có HF, HCl, HBr và HI. Và những cái chất này thì nó có những cái tính chất vật lý như thế nào? Và tất cả đều là không có màu. Rồi, độ tan thì HF tan vô hạn, còn những anh này thì người ta đo đạt được cái độ tan nó tan dần như thế này. Rồi, độ dài liên kết, rồi như là bán kính, người ta cũng đo đạt được, thống kê vô cái bảng là 18.1 thì mình có thể tìm hiểu đầy đủ những cái tính chất vật lý của các cái HX, mình gọi chung là HX ha. HX là bốn anh này, được chưa? Chúng ta qua phần số 2 là hydrohalic acid. Thì ở đây những cái HF này nè, nó tan trong nước tạo thành những cái axit tương ứng, ví dụ như HF. Thì HF thì nó có vai trò là ăn mòn thủy tinh, tuy rằng nó là một axit yếu nhưng mà có tính chất đặc biệt là ăn mòn được thủy tinh, cho nên người ta dùng để khắc trữ lên thủy tinh ha. Còn những cái H còn lại, HCl, HBr, HI là những axit mạnh giống nhau, nó mạnh hết và nó đã có đầy đủ những cái tính chất của axit mạnh như là làm bị tiến chuyển sang màu đỏ, tác dụng với kim loại đứng trước hydrogen trong giải hoạt động hóa học, hay là tác dụng với basic oxide và base và một số muối. Vậy là tóm lại á, là đi từ HF cho đến HI là tính axit nó sẽ mạnh dần nha, mạnh dần. Chúng ta qua tiếp theo là phần số 3, tính khử của các halide ion. Tiếp theo mình sang với phần số 3 là tính khử của các halide ion, đó là F trừ cho đến Y trừ. Thì mình sẽ thấy là cái Br trừ với là Y trừ thì nó có tính khử khá là mạnh, nó có thể tác dụng với chất oxy hóa mạnh như là H24 đặc ha. Còn cái F trừ với Cl trừ thì tính khử nó yếu hơn. Từ đó chúng ta qua những cái phương trình hóa học, chúng ta thấy là tính khử của Br trừ và Y trừ nó mạnh, đặc biệt là Y trừ ha. Cho nên tính khử nó cũng tăng dần từ F trừ cho đến Y trừ, nó ngược với cái sự thay đổi của tính oxy hóa. Tiếp theo là mình sang cái phần số 4 là nhận biết halide ion trong dung dịch. Cái halide ion thì chúng ta có là muốn nhận biết F trừ thì chúng ta không nhận biết được, mà mình chỉ nhận biết là Cl trừ, Br trừ, Y trừ bằng cái dung dịch bạc nitrat AgNO3. Dung dịch AgNO3 thì chúng ta sẽ nhận biết là bằng cách tạo ra những cái kết tủa có màu. Mấy con quan sát cái bảng 10, cái hình 18.4 thì cái hình số 1 là không có hiện tượng, đúng không? Số 2 thì có kết tủa màu trắng, số 3 màu vàng nhạt và số 4 màu vàng đậm hơn. Thì đó là những cái chất mà chúng ta đang nhận biết đó, là số 4 đó là Na Y, cái kết tủa là AgY có màu vàng đậm hơn. AgBr nè, còn đây là AgCl màu trắng nha. Còn đây không có gì hết, đó là NaF, nó không có hiện tượng kết tủa, phản ứng không xảy ra. Thì chúng ta nhận biết bằng dung dịch AgNO3, còn gọi là silver nitrate. Chúng ta nhận biết bằng hiện tượng như vậy. Đây, những cái hiện tượng kết tủa màu gì đây. Theo mình sang phần số 5 là ứng dụng của các hydrogen halide. Hydrogen halide ví dụ như là HF. Rồi, HF thì người ta dùng để làm chất xúc tác hoặc là dùng để tẩy cặn trong các thiết bị ha. Hoặc là sản xuất dược phẩm. HCl thì dùng để loại bỏ gỉ thép vì nó là một axit mạnh á. Dùng làm chất tẩy rửa nhà vệ sinh, dùng làm các chất phục vụ đời sống sản xuất. HBr làm xúc tác trong những cái phản ứng hữu cơ, sản xuất vi mạch điện tử nhân dân. HI thì dùng làm phổ biến là trong những cái phản ứng hóa học, sản xuất iodide hoặc là alcohol iodide ha, nhân dân. Có rất là nhiều ứng dụng. Nói tóm lại là những cái HF có nhiều ứng dụng trong đời sống và sản xuất. Bài học đến đây là hết. Xin chào các em. Chúng ta hẹn gặp lại trong chương trình khóa 11 nha.